Dạ chào chị Vân, chào anh Thuận và chào quý vị khán giả. Em tên là Trương Diễm Hiền, năm nay em 28 tuổi và hiện tại em đang là giám sát bộ phận buồng phòng của khách sạn. Dạ em tên là Nguyễn Võ, em đang là nhân viên của một khách sạn. Nguyễn Võ. Em năm nay 30 tuổi ạ. Bố tụi em đều là làm chung ngành khách sạn. Dạ, dạ tụi em gặp nhau tại vì làm chung ngành. Cũng gặp nhau khách sạn. Dạ đúng rồi. Gặp nhau ở khách sạn. Yêu nhau tại khách sạn. Nhưng mà đám cưới thì tại nhà. Tại đám cưới ở nhà hàng chứ không có đám cưới ở khách sạn được. Rồi. Võ và Hiền gặp nhau lần đầu tiên là ở đâu? Dạ thì như tụi em cũng giới thiệu thì tụi em lần đầu tiên gặp nhau là ở khách sạn. Đó thì đó. Dạ, cách đây khoảng 6 năm thì phải. 6 năm à? Dạ. Lúc đó thì Hiền là làm bên bộ phận nào? Dạ cũng là bộ phận buồng phòng luôn anh. Dạ thì chồng em nho nhất trong cái nhóm đó. Nho nhất. Dạ, nói chung là vừa lanh mà vừa nhiều chuyện. Nói chung là gái bu theo nhiều lắm. À. Cái xóm nào mà đông đông mà nhiều nhiều nho nhoi là có ổng trong đó. Dạ, nho là có. Dạ. Mà em thích không? Em thích cái mẫu này không vậy? Dạ không, em chỉ thích mẫu đàn ông con trai điềm đạm, ít nói thôi. Tại vì tính em cũng không có thích nói nhiều. Dạ. Còn Võ thì sao? Lúc đầu thì em không ấn tượng lắm tại vì xung quanh em cũng có khá nhiều bạn là nữ mà cũng dễ thương. Nhưng mà sau một vài ngày thì em lại ấn tượng với lại vợ em nhất, tại vì vợ em là người duy nhất trong cả bộ phận đó là không bị em tác động. Không màng đến em đúng không? Dạ, coi em giống như là một cái gì đó. Vô hình đó. Tại vì em ghét con trai nhiều chuyện lắm. Mà anh này ảnh rất là ba hoa mà mình hay nói là nổ. Dạ. Giờ nói chuyện mặt vậy mà đi nó dạ. Buông bom hả trời. Chém gió. Em chém gió chứ em không có nổ. Dạ. Chém gió thôi. Dạ. Rồi. Anh ấy đã chinh phục cô ấy bằng cách nào? À để em kể cho. Ờ đó. Thì đúng ngành của ảnh. Ảnh kể đi ảnh. Dạ. Ban đầu là em nói chuyện với vợ em thì vợ em cũng không để ý lắm. Xong rồi cái em kể mấy cái chuyện hài hài vui vui cho vợ em nghe. Thì vô tình có một hôm em kể cho một câu chuyện nghe là biết xạo rồi nhưng mà vợ em lại là người duy nhất tin. Câu chuyện gì vậy? Em kể là nhà em lúc đó là em có nuôi một con két, rồi em dạy cho nó nói chuyện. Xong rồi em với con két cãi nhau 3 ngày 3 đêm, két cãi em lại em chết. Không ai tin hết, có mình vợ em tin. Hiểu. Có nghĩa là bạn này mà khi bạn nghe chuyện đó bạn tưởng tượng mà là con két. Bạn mới tin liền cái chuyện đó là có thiệt. Dạ. Sau ảnh kể xong rồi em cũng ngồi em gật đầu, em cũng vậy ha anh. Cái sau hồi cái ảnh mới phá lên ảnh cười, cái anh nói ủa bộ nãy giờ anh kể em tin thiệt hả? Rồi em nói em tin rồi. Dạ thì em tin thì em nói em tin thôi. Lúc đó em cười sảng khoái không? Dạ không, lúc đó em nghĩ chết rồi, mình lỡ lừa lộn người rồi. Lừa lộn người. Tại em không nghĩ là có một cái người lại tin cái chuyện mà nó vớ vẩn tới như vậy. Em kể xong rồi vợ em tròn xoe mắt lên hỏi ủa con két chết thiệt hả anh rồi sao? Rồi xong rồi lúc đó em thấy tội nghiệp quá mới nói không, chuyện đó là nó xạo nó không có đâu. Ủa nhưng mà ảnh có thường xuyên ảnh kể với câu chuyện mà nó gần theo cái giống dạ, dụng dạ, dạ cũng có, tại vì ảnh thấy em rất là ít cười, ít nói chuyện. Cho nên là nhiều khi ảnh cũng hay kể chuyện, gợi chuyện vậy đó để cho mình cười, cho mình vui vậy thôi. Dạ có phải chính vì những cái lần mà mình cười vui trên những câu chuyện của ảnh mà từ từ em yêu ảnh không? Dạ cũng có, tại vì nhiều khi buồn mà gặp ảnh là không thể nào mà buồn được. Rồi vậy chắc lúc mà tụi em yêu nhau vậy chắc không có cãi nhau đâu ha? Dạ thì... Tại vì em vui quá mà em lúc nào cũng đoán ý được. Làm điều vui cho bạn gái mình. Dạ cũng có cãi nhau, tại vì thường là em làm vui mà em làm vui quá lố cho nên vợ em không thích lắm. Tụi em có hay bao giờ mà cãi nhau rồi dẫn đến cái chuyện là chia tay nhau? 2 năm đầu khi mà quen thì có thường xuyên. Và mỗi lần mà cãi nhau như vậy là ông này đòi chia tay. Hả? Là em hả vợ? Dạ. Cứ mỗi lần mà cãi nhau một cái là thôi không có yêu gì nữa chứ chia tay đi, chia tay. Đuối lý hả? Tức là đuối lý rồi đòi chia tay gì? Dạ tại vì em á, mỗi lần mà em cãi là em cãi cho tới cùng luôn, khi nào em đúng thì thôi. Còn anh này á, thì ảnh bị cái bệnh cãi ngang. Cho nên là mỗi khi mà hai đứa mà đụng nhau á, là cãi không lại là đòi chia tay. Em có ừ không? Dạ có, mỗi lần chia tay là ừ. Rồi dạ. Xong có chia không? Dạ chia. Chia thì bao lâu? Sáng cãi nhau thì tối lết qua nhà em xin lỗi. Chi mà cực khổ. Dạ, vậy em trời? Em dễ tính lắm, em dễ tính lắm, ai muốn chia em chia. Ông tự đòi chia tay. Dạ xong em ông... ừ.
rồi ổng là cái người đi đi dạ, năn nỉ dạ, quay đúng, lại dạ. Có không vậy? Dạ không phải lỗi của em đâu anh, đó là lỗi tụi ông trời á. Tại vì vợ em thì bình thường là ít nói, nhưng mà khi đã giận rồi thì có đúng có sai gì thì cũng phải là vợ em đúng là một. Thứ hai nữa là vợ sẽ không nói chuyện. Mà em thì em muốn là cái gì nó cũng phải rõ ràng. Thí dụ như em sai thì em sẽ nhận lỗi rồi xong em mới xin lỗi được. Nhưng mà ít nhất cũng phải cho em biết là em sai. Mà vợ em thì không nói thì em bực thì em đòi chia tay. Chia tay xong rồi sáng chia tay thì chịu cũng nguội rồi. Thì nước cũng... em cảm thấy nó chống chạy lắm anh. Em cảm thấy nó chống chạy lắm cho nên là em mới đi năn nỉ. Mà vợ em thì thích được năn nỉ. Thích được năn nỉ, có khi nào, mà em năn nỉ đến cái mức mà em phát khóc lên không? Dạ có. Có khóc một lần kể rồi mà. Ủa khóc nhiều lần hay một lần? Dạ đúng một lần duy nhất. Vì cái lần đó là chia tay lâu nhất luôn á. Bao nhiêu là? Dạ 5 ngày. Em có nhớ cái trận đó là trận gì không? Mình đang lên TV. Hả? Cái gì? Mình đang lên TV. Không sao. Đã sao không đâu. Kể đi nha. Dạ ảnh thì cái tật là mỗi lần mà cãi nhau là ảnh có thể gom tất cả những cái gì, chuyện gì mà không liên quan lại làm cho nó liên quan. Rồi xong rồi em là em đã không muốn nói tới rồi. Mà còn cứ nhai bên lỗ tai em. Thế là em điên quá. Lần đó em là người chủ động kêu chia tay. Dạ. Thì lúc đó là ảnh chia tay. Ok, chia tay. Dạ. Tới cái ngày thứ tư bài đặt nhắn tin. Mà nhắn tin lộn qua điện thoại mình. À ý lộn đó. Dạ. Rồi cái em cũng không nhắn tin lại. Qua tới cái sáng ngày thứ năm thì mới bắt đầu lết vào bên nhà em. Lết bên nhà. Năn nỉ xin lỗi các kiểu. Nhưng mà lần đó em rất là cương quyết. Em không có muốn quen nữa. Tại vì em rất là mệt. Hai năm đó mỗi lần cãi nhau là đòi chia tay. Mỗi lần cãi nhau là đòi chia tay. Cho nên khi đó em không định quen nữa. Em rất là mệt mỏi. Thì lần đó ảnh năn nỉ lâu lắm. Và ảnh khóc nữa. Em để ảnh khóc cho đã một hồi. Nó có vừa khóc vừa nói không cưng? Đó là bụi bay vào mắt em thôi. Em chừng không hình dung được lúc mà em vừa nói mà nước mắt em vừa rơi. Em nói sao? Lúc đó chuyện nó lâu quá là em quên rồi. Ví dụ sao? Không, làm sao mà quên được. Em sao vậy? Không bao giờ quên. Không, nhưng mà ở đây không có nhớ đâu. Dạ, đúng rồi, anh Thuận hiểu dạ, ý em chứ nhớ. Anh... Không, em không nhớ nhưng mà vợ nhớ. Chị không tưởng tượng được luôn á. Dạ. Dạ không, thì lúc đó tại vì tính em cũng khá là nóng. Xong rồi cái mấy ngày sau đó thì em thấy là những cái chuyện đó nó cũng không có gì hết. Em cũng sai cho nên là em xin lỗi. Thì tại vì lúc đó cảm xúc nó cũng đang dâng cao cho nên là em khóc. Thôi nói luôn đi. Em nói luôn đi, em không có được dừng lại. Lúc là em khóc. Dạ thì lúc đó là em có khóc. Dạ rồi thôi. Khóc tu tu hay là khóc thầm hay là khóc lạ chả? Theo kiểu lạ chả tôi nghĩ. Lúc đó khóc giống mình Thuận khóc như vợ thì... Khóc vậy là phô lắm nè. Khóc vậy là khóc dạ, nhưng mà vợ em chịu. Vợ em chịu là được rồi. Khóc tu tu hả? Dạ khóc mà gần như là nấc lên luôn á. Trời ơi, thiệt luôn á hả? Dạ lúc đó em khóc xem bị khô tiếng lệ luôn mà. Khô tiếng lệ luôn. Trời ơi dễ thương vậy. Tụi em cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ một năm rưỡi rồi. Trời, từ một năm rưỡi trở lại đây thì là anh ấy có khóc không? Dạ không anh. Bây giờ về rồi ngoài cái nói nhiều ra còn tính xấu gì nữa không? Lúc mà quen á thì tâm lý, ga lăng, biết chiều chuộng. Tới khi về thì phát hiện ra là mê ngủ, mê game. Thì mấy cái đó thì hồi xưa mình chưa có ở chung nhà với nhau thì mình không có biết được. Tới khi mà về rồi á thì mới phát hiện ra mê như ngủ vậy. Nè, mê game nè. Dạ. Còn nói nhiều không? Dạ, nhà có ảnh thì vui lắm, hôm nào mà không có ảnh thì buồn dữ lắm. Mẹ em rất là thương. Dạ. Bữa nào mà ảnh mà không nói chuyện là mẹ em tưởng đâu là ảnh sợ là bệnh đó. Bệnh. Dạ. Còn em vợ. Tật xấu của vợ em thì lúc chưa cưới là rất là bướng, cho tới bây giờ cũng vậy. Không có lần giận cái là quay vô tường, không cho đụng chạm gì hết trơn. Mỗi lần kêu em nói nghe nè, không cứ vậy hoài, em bực bội. Rồi vợ em thì coi phim Hàn Quốc, mấy cái phim ngôn tình đó chị, thì thích lãng mạn. Mà tới lúc em lãng mạn thì không chịu. Có lần em tặng hoa cho vợ, tại vì lúc em có làm một cái chuyện gì đó em cũng nhớ, nhưng mà nó cũng hơi sai. Thì em tặng hoa để em xin lỗi vợ em, nói là món anh tặng em tặng gì mà ăn được hay xài được, cứ tặng hoa nó phí chân vài bữa nó cũng hư. Để đó là bó hoa đầu tiên và là cuối cùng. Trời ơi, tâm lý của tất cả các bà vợ đều dạ, vậy. Tại vì tính em không có thích hoa hòe. Tặng cái gì mà ăn được, xài được, nó tặng tiền, tặng vàng cũng được.
Vợ em có phải là người phụ nữ ghen không? Dạ cũng có anh. Hồi đó em có một người bạn cũng thân, bạn nữ thì chơi tới nay cũng phải gần 20 năm rồi. Thì vợ em ghen với bạn thân của em. Không có ai để ghen chứ, tôi ghen đại đi cho nó có vị đúng không? Dắt chắc vậy. Tại vì á chị bạn thân của ảnh á, hồi xưa học cấp 2 là ảnh yêu người ta, rồi ảnh cưa cẩm người ta mà ảnh cưa mấy năm không đổ. Thế là quay qua là bạn, thì bạn thân rất là thân cho tới bây giờ luôn. Mọi thứ cái ảnh đều có thể kể tất tần tật hết. Mà có chuyện gì xích mích với em cũng đi kể cho người ta nghe. Cho nên là em không hài lòng. Em nghĩ là ủa sao thân cái kiểu gì kỳ cục vậy? Hay là tại vì hồi xưa yêu không được rồi bây giờ bà đặt chuyển qua làm bạn thân đồ các thể loại. Em không thích như vậy. Thì khi mà yêu mình rồi cưới mình về thì bất cứ chuyện gì em cũng có thể kể với ảnh nghe được. Em cũng có thể chia sẻ với ảnh được. Thì em nghĩ là ảnh thì cũng có một mình vợ ảnh để anh chia sẻ thôi. Còn cái này ảnh vừa ngoài vợ ra ảnh còn có bạn để anh chia nữa. Em rất là kỵ với cái chuyện đó. Em dạ. Có thanh minh gì không? Thì chỉ là kể thôi mà đâu có sao đâu. Em nghĩ vậy. Tại vì bạn em với em thì giống như là anh em với nhau vậy. Tại vì em cảm thấy nó thân như ruột thịt rồi. Từ nhỏ tụi em đã chia sẻ với nhau nhiều thứ. Em lúc đó em cũng không nghĩ tới chuyện là nếu mình kể cho bạn mình nghe thì vợ mình sẽ giận. Tại vì hai đứa đều là con gái hết. Rồi vợ em cũng hay hỏi hồi đó hai người thân với nhau như vậy là làm cái gì, đi đâu chơi, làm gì? À, rồi đi lúc có nắm tay nắm chân gì không, cái giận chơi vậy đó. Nó như kể ra xong là dạ, giận. Dạ kể xong rồi lấy những cái chuyện đó là giận, mặc dù chuyện nó xảy ra từ hồi năm 1800 hồi đó rồi. Ủa em sao bữa nào em không hỏi luôn là ủa chị tại sao hồi đó chị không chịu chồng em? Coi chị trả lời sao. Em không có hỏi tại vì không có qua lại nhiều, chỉ không là biết nhau bây giờ thôi. Cái chuyện đó đơn giản lắm, bây giờ em hóa giải đi thì nó khác thôi, vấn đề gì đâu. Bạn của chồng cũng là bạn của mình, nếu như thực sự người đó là bạn, đúng không nè, em công nhận không? Tại sao em tự tách ra vậy cho nó mệt vậy? Anh mời về nhà đi, rồi hai chị em thân thiết hỏi ủa chị sao đó chị không thích chồng em vậy, đúng không? Rồi tí dụ như bây giờ chị có người yêu mà chị cũng thân với chồng em y chang vậy, chị nghĩ người yêu của chị chịu không? Em hỏi đi, em thử đi coi chị trả lời làm sao. Dạ không, thì nói chung là chị bạn của chồng em á, chị cũng rất là tâm lý. Thêm một phần nữa, ông này ông học lại là vợ tao không thích mày. Cho nên là từ sau đó là chị cũng hạn chế. Bạn khéo quá à, thiệt á, bạn xử lý khéo quá à. Chứ tình huống thích sĩ nè, đúng là nó không có gì mà làm thành có gì luôn. Anh chặn hết mọi đường. Rồi đâm ra là chị kia chị cũng ngại với em nữa. Nhưng mà bây giờ còn khó chịu về chuyện đó không? Dạ, nói thiệt lòng đối đi. Với em là bây giờ là bình thường. Tại vì một phần chắc cũng cho chồng em á. Bây giờ em mong muốn chồng thay đổi điều gì? Bớt mê ngủ với lại bớt mê game lại thôi. Chị thấy cái mê game á thì bớt lại là được rồi. Nhưng mà cái mê ngủ á, trời ơi, ngủ được ăn được là tiên đó em. Một lúc nào đó ngủ không được á, em mệt nữa. Trời ơi, chị không biết tại vì ảnh đàn ông con trai mà cái sức bền không có. Cứ phải ngủ cho đủ 10 tiếng một ngày. Mà ảnh ngủ không đủ giấc cái đâm ra ảnh rất là dễ nổi nóng. Ảnh hay quạo sản lắm. Thì bởi vậy cho nên chị nói về em dành hết cái thời gian chơi game á để dồn cho ngủ đi. Đừng có chơi game nữa. Dạ. Bỏ hẳn game đi. Tại lúc đó em ngủ không được nên em mới chơi game. Thôi đừng có vớ vẩn, coi như không hiểu được gì trong con vậy đó. Tạo kết nối cha con đi. Em có ý kiến, tại lúc đó con em nó ngủ rồi. Con em ngủ thì kết nối với vợ. Dạ, vợ ngủ luôn rồi chị. Vợ ngủ luôn thì mình phải ngủ. Em lúc đó em chưa có buồn ngủ. Chưa buồn ngủ. Thôi giờ mới coi lại thôi. Thôi giờ em mong muốn vợ thay đổi đi gì? Bớt bướng lại, với lại bớt tự ti một chút. Tại vì vợ em cũng đôi khi tủi thân về cái bản thân mình. Thì em nghĩ là những cái chuyện đó là nó không có đúng lắm. Tại vì trong cái suy nghĩ của em thì vợ em lúc nào cũng là nhất hết. Mà vợ em hay hỏi em là anh thấy em có đẹp không? Anh thấy lúc mà sau khi sinh con rồi em có dễ thương như trước nữa không? Thì nếu như em nói là vợ em vẫn đẹp, vẫn xinh trong mắt em, vợ em không tin. Mà mặc dù đó là nói thật, còn em mà lỡ miệng nói em xấu quắc cái là giờ em tin liền. Buồn. Thì nếu mà được thì sửa lại. Tại vì thật ra trong mắt em thì vợ em lúc nào cũng là rồi. Số 1 hết. Chị thấy vậy nè, chồng em nói đúng đó. Cái nét đẹp bây giờ nó không có cái chuẩn mực nào hết á em. Em phải bỏ ngay cái tư tưởng mà tự ti về bản thân. Đó chị nói thiệt. Đó mà chồng em có cái mong muốn đó là rất là đúng luôn. Đó còn chồng á thì đó, vợ đã nói là cái thể chất kém rồi là phải coi chừng đó. Tập luyện vô. Đừng có mà ỷ nó là không ngủ được rồi chơi game. Đó, nói chắc vậy. Nghe. Nói ít là hiểu nhiều đó. Thôi về về. Về bây giờ rèn luyện lại và thay đổi lại chút xíu. Nghe không? Dạ. Nghe. Dạ. Rồi.
Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc. Cảm ơn chị. Rồi.